Giang đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang để phòng chống dịch COVID-19. Giãn cách bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 19 tháng 5 theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, kéo dài đến khi nào có thông báo mới. Như vậy, thành phố Bắc Giang sẽ dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người, tạm đình chỉ các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trước đó, tỉnh Bắc Giang cũng đã thực hiện giãn cách tại 4 huyện là Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam và Yên Dũng. Còn tại Đà Nẵng, từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại cộng đồng đầu tiên, bệnh nhân 2982 tại khách sạn An Phú trên địa bàn quận Hải Châu, sau đó lan ra thêm một ổ dịch khác, đến nay đã là nửa tháng, với gần 150 người mắc, thế nhưng nguồn lây vẫn chưa xác định được. Ngành Y tế Đà Nẵng vẫn đang nghiên cứu phân tích, làm rõ về nguồn gen và chủng virus tại các ổ dịch này. Từ đó để đánh giá tình hình khả năng lây nhiễm, kết quả nghiên cứu đến thời điểm này đã khẳng định những ý kiến cho rằng Đà Nẵng là nguồn lây của các ca bệnh ở phía Bắc là không chính xác.